xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 5 tháng 10 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. Một tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ với sự hỗ trợ của quý nhân còn giáp này có được sự tự tin cần thiết để giải quyết các khó khăn trước mắt. Mỗi quan hệ xã giao tốt đẹp gián tiếp đem tới cho bản mệnh vài cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm viên mãn, tình yêu nhanh chóng tiến thêm một bước là tín hiệu của sự thăng hoa và rực rỡ. Đây là cơ hội tốt để người độc thân thổ lộ tình cảm trông giấu trong lòng bảy lâu với người mình yêu thương tài chính, vận trình ta lọc bình ổn, bản mệnh chẳng cần phải lo lắng nhiều tới việc chi tiêu, thậm chí có thể thoải mái mua vài món quà tặng cho người thân của mình. Cẩn trọng, tránh đại cái tôi bộc phát, nếu không sẽ cản trở tới quá trình làm việc. Tuổi, giáp tỷ, sức khỏe có vấn đề do làm việc lao lực bận rộn. Tuổi, bính tỷ, cần nhắc kỹ trước khi hành động. Tuổi, mậu tỷ, thường xuyên bị người khác chèn ép. Tuổi canh tí Lỗi sinh hoạt thiểu lành mạnh gây hại cho cơ thể. Tuổi nhâm tí Hãy bảo vệ quyền lợi của mình. Con số may mắn số 27, số 4 Màu sắc may mắn màu cam Quý nhau phù trợ Tuổi mùi hai Tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn vất vả, sổ môi tương xung, nhắc người tuổi này cần lưu ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh. Các mâu thuẫn, ý kiến, bất đồng trong quá trình làm việc vô tình gây ra những cản trở tâm lý cho con giáp này. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa đẹp đẽ, người độc thân dễ dàng tìm được sự đồng cảm, chia sẻ từ những người xung quanh. Trong số đó, còn giáp này có cơ hội tìm được người thật sự phù hợp với mình. Tài chính, vận trình ta lọc kiểm soát. con giáp này tốt nhất nên tiêu pha cẩn trọng, đề phòng rơi vào cảnh tủng thiếu. Cẩn trọng, tránh xa chuyện thị phi, xung đột trốn đông người do tỷ kiên xuất hiện. Tuổi, ất sửu tình cảm lạnh nhạt do hoài hợp vô tâm. Tuổi, đinh sửu tư duy cởi mở sáng tạo. Tuổi, kỹ sử làm quen với đối tác triển vọng tuổi tân sửu đừng lúc nào cũng buồn bã ủ rũ tuổi quỷ sửu đừng quên quan tâm đến người thân con số may mắn số 3, số 1, màu sắc may mắn màu xám màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi hợi ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc Phần trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp có sự kết hợp ăn ý nên dễ dàng mang lại những hiệu quả bất ngờ. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đừng nên xem nhẹ chữ tính. Tình cảm Vận trình tình cảm vượng sắc, tuổi dần tìm được mối nhân duyên ưng thuận, tình cảm cứ ngập chìm trong những cung bậc cảm xúc tuyệt vời đa sống vợ chồng được gắn kết hơn trước sau khi đã hóa giải triệt để những hiểu lầm. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, bản mệnh phát huy được khả năng kiếm tiền lẫn quản lý chi tiêu, nhờ vậy mà không khi nào rơi vào cảnh tổn thiểu. Cẩn trọng, làm việc vất vả cũng cần nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Tuổi giáp dân, làm việc thiếu kế hoạch nên ảnh hưởng tới năng suất. Tuổi bính dân, tình hình tài chính có khởi sắc tuổi mậu dần đầu tư đem lại lợi nhuận lớn tuổi canh Dân nên tập trung phát triển thế mạnh của bản thân tuổi nhâm dần hãy tìm cách đầu tư đúng chỗ con số may mắn số 14, số 22, màu sắc may mắn màu xám màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi tỵ bốn tứ vi hàng ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn. Mặc dù không tránh khỏi những vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ, nhưng nhờ suy nghĩ lạc quan, tích cực nên những chú mèo nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Điều cần quan tâm trong hiện tại là làm sao để cân chỉnh tốt quỹ thời gian có hạn. Tình cảm Vận trình tình cảm có dấu hiệu phai nhạt, còn nhấp này nên là người chủ động tạo ra những cuộc trò chuyện, quay quần bên nhau cho các thành viên trong gia đình. Tình cảm sẽ được hâm nóng kịp thời nếu như có sự nỗ lực từ cả hai phía. Tài chính, vận trình tài lộc có bước nhảy vọt rõ rệt. Quý nhân nâng đỡ bất ngờ làm bừng sáng con đường tài lộc của những chú mèo. Cẩn trọng, sức khỏe dễ xa xúc vì không cần đối được thời gian dành cho công việc. Tuổi, ất mạo, đề phòng những người đang cố tình tiếp cận mình tuổi đinh mão công việc có có thể tiến triển thuận lợi tội kỷ mão cho nên kinh bác người khác tuổi tân mão cần khiêm tốn trước những thành tựu vừa đạt được tuổi quý mão nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe bạn con số may mắn số 32, số 19, màu sắc may mắn màu đỏ màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi tuất năm tử vi hàng ngày của tuổi thân. Công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn. Sự xuất hiện của tiểu nhân tạo ra nhiều rắc rối do tính nóng nại của con giáp này mà ra. Người tuổi thân cũng cần cư xử khéo léo, tế nhị hơn để thay đổi hình ảnh của mình trong mắt những người xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm ảm đạm nỗ lực vùng vẹn tình cảm gia đình của người tuổi thân gần như đều đổ sông đổ biển khi không cải thiện được tình hình tồi tệ lúc này. Đào Hoa Dữ đặt mối quan hệ gia đình vào những tình huống trở treo do bất đồng ý kiến. Tài chính, vận trình ta lộc gặp biển động, các khoản phát sinh hoàn toàn không thể kiểm soát nên đòi hỏi bản mệnh phải sớm có kế hoạch quản lý tài chính thông minh. Cẩn trọng, nên gác lại ý muốn theo đuổi con đường công danh thi cử. Tuổi giáp thình, làm việc không có kế hoạch sẽ mang lại bất cứ hiệu quả nào. Tuổi vĩnh thân tự tin phát huy ưu điểm. Tuổi mậu thân làm mà sợ sai thì mãi mãi không thể tiến bộ. Tuổi canh thân không nên ra lệnh cho nửa kia của mình. Tuổi nhâm thình, đừng khiến cho nửa kia thất vọng. Con số may mắn số 51, số 8. Màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu. 6. tới với hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Tác động của quý nhân đeo bám vô tình tạo ra những rủi ro ngoài ý muốn, còn nhóc này bắt tay thực hiện việc gì thì liền hỏng việc đó. Chỉ mong bản mệnh sống chấn chỉnh tốt tinh thần, đừng để mất bình tĩnh mà hành sự sốc nổi. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút cải vã, mâu thuẫn giữa tuổi tỵ và nửa kia chẳng những không được giải quyết mà còn căng thẳng thêm. Hãy dành cho đối phương lẫn bản thân mình một khoảng không gian riêng tư để nhìn nhận lại mọi việc đã qua. Tài chính Vận trình tài lộc xa xúc, Người tuổi tỵ nhẹ dạ cả tin nên dễ bỏ tiền tuổi mình ra hết để thực hiện một dự án không rõ ràng nào đó. Cẩn trọng, tự cao tự đại luôn cho mình là nhất nên không thể tiến bộ được. Tuổi ất tỵ bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá trong công việc. Tuổi đinh tỵ kẻ xấu cố tình tiếp cận, gãy gây chuyện. Tuổi kỷ tỵ hãy cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao tuổi tân tỵ vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau tuổi quý tỵ tình hình sức khỏe dễ gặp vấn đề bất ổn con số may mắn số 2, số 3, màu sắc may mắn màu đen màu hồng quý nhân phù trợ tuổi giàu 7. tứ vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đang sen. Họa tiểu nhân đeo bám cho thấy có vài thách thức sẽ tìm đến người tuổi này. Nhưng chẳng sao cả, vì bản mệnh từ lâu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dù có rơi vào tình huống bế tắc thế nào đi nữa. Tình cảm Vận trình tình cảm nảy sinh bất hòa, các cặp đôi dù có chung sống bên nhau một khoảng thời gian dài, nhưng đường vẫn còn chưa hiểu hết về đối phương. Mỗi người đều có một cá thể không hoàn hảo, thay vì trách móc thì nên học cách bao dung. Tài chính, Phần trình tài lọc gặp khó khăn, dù đã bỏ ra nhiều công sức nhưng bản mệnh không có kết quả thu được tương xứng. Cẩn trọng, áp lực tài chính khiến con giáp này dễ có xu hướng làm việc mệt miệt mài mà không để ý tới sức khỏe của mình. Tuổi giáp ngọ, chủ quan, hiểu thẳng có thể hối hận về sau. Tuổi vĩnh ngọ, nên giữ mình tỉnh táo tránh rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Tuổi mậu ngọ, không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư tội canh ngọ không có thể ý lắng nghe góp ý của người khác Tuổi, nhầm ngọ chuyện tình cảm không tiến triển thuận lợi con số may mắn số 90 số 2 màu sắc may mắn màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi mão 8 tứ vi hàng ngày của tuổi mùi công việc phần trình công việc của những chú gia trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng mặc dù có quý nhân nâng đỡ nhưng con giáp này cần phải có những suy nghĩ thoáng hơn đừng hạn chế suy nghĩ một cách viễn vông hay xa rời thực tế thành công bền vững nhất chỉ có thể xây dựng trên chính công sức và thực lực từ chính bản thân người đó tình cảm vận trình tình cảm kiểm soát con giáp này có vẻ như còn đang coi trọng sự nghiệp mà lãng quên những thứ tình cảm giá trị bên mình nửa kia có thể tha thứ cho sự vô tâm của bản mệnh một lần, hai lần, nhưng nhiều lần thì không chắc chắn. Tài chính Vận trình ta lọc do giao, đặc biệt là công việc kinh doanh có sự hưởng tăng trưởng tốt, đem lại doanh thu rủng rỉnh, cẩn trọng, làm việc cực lực, nên thời gian dành cho bản thân cũng không có. Tội, ất môi, cẩn thận kẻ tiểu nhân dở trò hãm hại tuổi, đinh mùi, sức khỏe đáng báo động do thiếu thời gian nghỉ ngơi. Tuổi kỷ mùi, cẩn thận khi giao kết với người khác. Tuổi tân mùi, đừng trông chờ nhiều vào những điều xa vời. Tuổi quỷ mùi, đừng buông thả theo các thủ vui. Con số may mắn số 9, số 13, màu sắc may mắn màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ. Tuổi dân 9. Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn đủ đường. Tư vi ngày hôm nay đặt con giáp này vào cảnh phải chịu những thị phi không đáng. Tiểu nhân đeo bám khiến cho người tuổi thân khó giữ được sự bình tĩnh cần thiết mà hay tỏ ra nóng nại kích động vô lý. Tình cảm, vận trình tình cảm có chút xáo trọng khi không có lòng tin dành cho tình yêu của mình thì cũng đồng nghĩa với việc đang tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu tìm cách để phá hoại mối quan hệ này. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, việc gặp ít nhiều rắc rối trong công việc cũng không thể ảnh hưởng tới doanh thu ổn định của người tuổi này. Cẩn trọng, dễ mất bình tĩnh mà nỗi năng thô lỗ làm mất uy tín của bản thân. Tuổi chấp thân, cuộc sống có dấu hiệu phát triển tích cực. Tuổi bính thân, thiếu tự tin vào năng lực bản lĩnh của mình. Tuổi mậu thân, nửa kia là động lực cố gắng của bạn. Tuổi canh thân, hãy giữ vững lập trường của mình. Tuổi nhâm thân, ngồi làm việc một chỗ quá lâu. Con số may mắn, số 7, số 42, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi tỷ 10. tử vi hàng ngày của tuổi giàu Công việc Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay tiến triển tốt đẹp. Người tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong quá trình đi tìm kiếm công việc mới, nhờ việc gây ấn tượng tốt bởi cách nhanh nhẹn, sáng dạ. Đa tài là tốt nhưng nên tập trung vào thế mạnh lớn nhất của mình thì mới ghi được dấu ấn mạnh mẽ. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp trục trặc người độc thân bắt đầu không có niềm tin vào tình yêu vì cảm thấy mọi nỗ lực chân thành của mình đều không đổi được điều gì. Trước khi than trời trách đất, thì những chú gà hãy xem lại bản thân mình trước tiên có phải là đã quá khó tính khi chọn lựa bạn đời hay không. Tài chính vận trình ta lộc vô cùng rực rỡ, không kể là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều nhận được một khoản dư giả trong ngày hôm nay. Cẩn trọng thiếu khiêm tốn và tế nhị trong các mối quan hệ xã giao. Tuổi, ất dậu, làm việc tới đâu hay tới đó nên tiến triển cũng chậm rãi. Tuổi, đinh dậu, không nên vội vàng đầu tư một cách nhanh chóng. Tuổi, kỷ dậu, hãy chờ đợi thời cơ thích hợp hơn trong tương lai. Tuổi, tân dậu, trở nên lơ là trong công việc. Tuổi, quỷ dậu, vội vàng trong những quyết định quan trọng. Con số may mắn số 6, số 8 màu sắc may mắn màu vàng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi tỵ 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối. Tử vi ngày hôm nay nhắc nhở con nhấp này cần hết sức thận trọng trước từng quyết định của mình để hạn chế tối đa mọi sai sót. Công việc bận rộn, vất vả nên hãy cố gắng sắp xếp quỹ thời gian sao cho hợp lý. Tình cảm, Vận trình tình cảm kém sắc, mối quan hệ tình cảm của tuổi tuốt với nửa kia có vẻ như đang sốc và xuống dốc. Gia đạo bất an càng làm tăng nỗi lo buồn phiền trong lòng người tuổi tuốt. Tài chính, vận trình tài lộc gây ra lo nghĩ, nỗi lo về tiền bạc, về việc chi tiêu luôn khiến người tuổi tuốt lúc nào cũng không được yên. Cẩn trọng, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác vốn là việc không nên làm. Tuổi giáp tuất gây được ấn tượng tốt với lãnh đạo. Tuổi bính tuất thị phi đeo bám vì lo chuyện bao đồng. Tuổi mậu tuất chấp nhận thử thách để phát triển sự nghiệp. Tuổi canh tuất hãy bỏ ngoài tai lời bàn tán ra tán vào. Tuổi nhâm tuất tập trung vào công việc của mình. Con số may mắn số 4, số 25, màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc. Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tuổi hợi rạch ròi giữa công việc với tình cảm, tuyệt nhiên không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc. Các kế hoạch vẫn đang đi đúng quỹ đạo mong muốn giúp cho người tuổi hợi an tâm phần nào. Tình cảm, vận trình tình cảm đang dần xuống dốc, người tuổi này có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, bi quan về chuyện tình yêu trong tương lai. rõ ràng mối quan hệ đang có vết nứt thì mới tạo ra cho bản mệnh những nỗi lo đó. tài chính vận trình tài lộc sáng rõ, các hạng mục đầu tư đến bây giờ mới phát huy tốt hiệu quả và mang lại cho bản mệnh những khoản thu rõ ràng. cẩn trọng, căng thẳng vì có quá nhiều chuyện không vui cùng lúc ập tới. tuổi ất hợi Đứng trước những sự lựa chọn quan trọng Tuổi Đinh Hải Danh được lợi thế so với bạn bè đối thủ Tuổi Kỷ Hải đầy ý tiểu tiết quá mức Cũng làm bản thân mệt mỏi Tuổi Tân Hải Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe Tuổi Quý Hải Đưa ra những quyết định Chính xác tảo bào Con sổ may mắn số 29 số 34 Màu sắc may mắn màu nâu màu đen Quý nhau phù trợ tội thần